sợi chỉ thừa bên tay trái đặt vào, kéo cái sợi chỉ vào cái rãnh này đi xuống đây, mình cầm kéo suốt quay ngược chiều kim đồng hồ, lắp vào thì cái mỏ này nó tương ứng với cái khuyết ở đây, cho hai cái ngay nhau, sau đấy mình ấn kêu cái tách, lấy chỉ dưới lên tay trái mình cầm chỉ trên, tay phải mình xoay bánh đà về phía lòng mình, kim đi xuống đến khi kim đi lên mình cầm chỉ trên mình kéo kéo sợi chỉ dưới nó được lên bên trên, mình cầm mình rút lên bên trên như này, cho hai sợi lá sau xuống dưới chân vịt, đậy cái hộp đồ vào. Đây thì cái đường A là đường thẳng, B, C, D là các cái đường zig zag khác nhau. Chạy ví dụ như đây, cái chỉ của mình màu vàng nhé, chạy trên cái miếng này nó là vải thun, hạ chân vịt xuống. Mau thưa thì mình chọn từ 0 đến 4 tùy mình thích, số càng to càng thưa. Tốc độ chậm, xanh này là chậm, bên này là tắt, vuông này là tắt, còn một xanh chậm này, xanh bên trái này là nhanh hơn. Lại mũi thì mình ấn dị bao nhiêu chạy lùi bấy nhiêu, mình thả ra nó sẽ chạy tiến. Đây, ví dụ mình chọn sang đường D dị dắt. Mình lấy ra để dễ thì mình xoay đi xoay lại bánh đà nhẹ nhẹ như thế này, kéo ra nó dễ, nó đỡ bị cong kim. Cái đường màu vàng này, đường zig zag này. Mình chỉ màu vàng zig zag này. May vải thun zig zag này, không bỏ mũi này. Đây là đường thẳng. Đường thẳng cái đường này. Đấy, không bỏ một mũi nào nhé. Thường thì vải thun là nó khó may nhất trong tất cả các loại vải rồi. Thay chân vịt thì mình ấn vào đằng sau, có cái tai nó chĩa ra này, đẩy nó nhả chân vịt ra. Chân vịt nó sẽ có cái thanh ngang này, chân gần. Thanh ngang này nó sẽ tương ứng với cái mỏ ở trong này. Đấy, khi mà mình lắp vào thì chân nào cũng có thanh ngang ở đây. Lắp vào thì hạ chân vịt nó sẽ ngập vào. Các chân vịt khác cũng thế. Thay kim. Thay kim thì mình sẽ dùng cái tua vít bé. Mình đặt vào đây mình vặn lỏng ra. Khi mà lắp vào để ý là lắp mặt dẹt ra sau, mặt tròn ra trước. Kim này là kim HA kim Nhật nhé. Mặt dẹt ra phía sau, đẩy kịch lên xong vặn chặt ốc vào là được.